Các bạn thân mến, như đã hứa cùng với các bạn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề số 05 ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên cùng với chị, đúng không ạ? Và chị rất là hy vọng các em đã có thể lên xem phần livestream này rồi, để chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi trưa ngày hôm nay với một cái đề tiếp theo cùng với chị nhé. Những bạn nào mà đã lên rồi thì hãy nhanh chóng gửi lời chào tới chị nhé. Và nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình, bởi vì những cái bài chữa đề như thế này bản thân chị nghĩ rằng là những cái bài hết sức là quan trọng mà chị nghĩ là các bạn cũng cần phải lưu ý, đúng không nào? Sao chưa thấy công việc của ai nhỉ? Cũng không thấy báo hiệu của ai vào xem luôn đấy nào. Chữa đề số 05. Ok, xin chào Thúy Hường, xin chào Hảo. Các bạn ơi, tuần tới thì các em đã bắt đầu đi học chưa? Chưa bao giờ mà lại có một cái kỳ nghỉ Tết dài đến như thế đúng không? Chúng mình đã có thời gian nghỉ chắc là phải vào khoảng 2 tháng đấy. Chắc là gần 2 tháng đấy, thời gian nghỉ riêng nghỉ Tết của chúng ta. Ok, xin chào Tiến Đạt, xin chào Tuyền Võ, xin chào Thúy Hường. Ok, chị có thấy các bạn nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề. Đây sẽ là đề số 05 mà chúng ta chữa cùng với nhau. Được không nào? Chị nhìn thấy các em rồi nhá. Được không nào? Ok, xin chào Thúy Oanh. Xin chào Hiền Lương. Xin chào các em. À, tuần sau là đi học lại rồi đúng không? Nhớ lớp, nhớ trường quá rồi. Phải nhanh chóng để đi học lại thôi chứ, đúng không? Rồi. Hồng Huế, tất nhiên là ở Việt Nam thì với hiện tại vẫn đang kiểm soát cái dịch corona này rất là tốt. Nên là chị cũng mong là khi mà các bạn đi học lại thì các em cũng sẽ tự định hình cho mình và các bạn sẽ tự biết cách để bảo vệ sức khỏe của mình nhá. Bởi vì sức khỏe là quan trọng nhất, chúng mình phải có sức khỏe thì chúng mình mới có thể vượt qua được những kỳ thi tiếp theo, được không nào? Rồi ok, xin chào Ngọc Lan. Xin chào Đặng Linh nhá. Nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình, bởi vì sau khi phần livestream này kết thúc thì đồng nghĩa với việc là cái phần livestream này sẽ bị ẩn đi. Nên là chị mong là các em sẽ chia sẻ về trang cá nhân của mình để khi mà các bạn tìm lại thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các em. Ok, xin chào Luyên Ngô, xin chào Xuân Lực, xin chào Tú Vi, xin chào các bạn nhé. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chữa đề số 05 nhé. Thường thì chị sẽ chữa một cái đề, một là về nghị luận xã hội, hai là về nghị luận văn học. Thì chị không muốn là ngày hôm nay, chị không biết là ở trong buổi trưa ngày hôm nay thì các bạn đang muốn chị chữa về đề nghị luận văn học hay là đề nghị luận xã hội đây? Các bạn đang muốn chị chữa về đề nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học đây? Nào. Ok, xin chào Đình Công. Xin chào Quỳnh Phương. Xin chào Lưu Hoàng. Lưu Hoàng Thông Xuế. Ok, xin chào Thanh Thơ. Nào, các bạn muốn một cái đề về nghị luận xã hội hay là về nghị luận văn học ạ? Nghị luận văn học đúng không? Bởi vì là một số cái đề trước thì chị cũng đã chữa về nghị luận xã hội rồi. Thế nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút bằng một cái đề nghị luận văn học các em nhé. Và đề bài của chúng ta như sau. Vẫn sẽ là cái dạng đề truyền thống của chúng ta. Nhưng mà chị nghĩ rằng là qua cái việc mà chúng ta tìm hiểu cùng với nhau thì các em cũng sẽ phát hiện được ra là cái cách mà chị thường làm là như thế nào, được không ạ? Chúng ta sẽ có đề bài sau, được không ạ? Bởi vì năm nay thì trọng tâm chị nghĩ là thơ sẽ có khả năng cao hơn, vì đã 2 năm thi vào văn xuôi rồi. Nhưng mà cũng không thể nào biết được, đấy là cái dự tính và cái suy đoán của chúng ta là như vậy thôi, đúng không? Thế nên chị sẽ có một cái đề bài như sau. Cảm nhận của anh chị. Về đoạn thơ sau. Được không nào? Con sóng dưới lòng sâu.
cho tới để ngàn năm còn vỗ. Để ngàn năm còn vỗ. Được không nào? Từ đó. Thấy được những cung bậc cảm xúc đa màu trong tình yêu tuổi trẻ. Được không nào? Đây là đoạn thơ thuộc bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ok chưa ạ? Nhá, em ơi, các bạn có nhìn được không? Được chưa nào? Đây sẽ là đề bài của chúng mình ngày hôm nay. Và chị nghĩ là đây cũng là một cái bài thơ khá là quan trọng đối với các em. Bởi vì nếu như tính đến năm nay mà còn không thi vào Sóng nữa thì đã khoảng 12 năm quay trở lại đây là chúng ta không gặp Sóng ở trong đề thi đại học rồi. Được không ạ? Nên là chúng ta có quyền mong mỏi chứ. Chúng ta có quyền mong mỏi là năm nay Sóng sẽ vào đề thi đại học chứ, đúng không ạ? Đã khá là lâu rồi thì chị cũng không nói với các bạn về Sóng. Và cũng không thể phủ nhận rằng là có rất là nhiều bạn biết đến chị Hiên là nhờ vào bài giảng về tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Có lẽ là vì chị cũng đang ở độ tuổi đôi mươi, thế nên nói về tình yêu tuổi trẻ, cảm giác trong trái tim mình nồng nhiệt hơn chăng. Nhưng mà cũng có thể là vì các bạn ấy thích một cái gì đấy nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nên là các em thích nghe chị nói về Sóng. Hoặc là cũng có thể là các bạn cũng là một người mà quan tâm rất là nhiều tới những trạng thái cảm xúc của tình yêu, đúng không? Nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này. Trước tiên, ở cái phần phân tích đề, hãy nhớ nhá, đấy là đề bài của chúng mình. Ở phần phân tích đề, chúng ta sẽ thấy thứ nhất, đây là đề phân tích. Dạng đề là dạng đề phân tích, đúng không ạ? Từ cái việc gì ạ? À, từ cái việc là vào dạng đề phân tích này này, đúng không? Thì mình sẽ suy ra được luôn về cái dàn ý của dạng đề phân tích sẽ bao gồm mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài, thân bài có 3 luận điểm chính, đúng không? Mình sẽ suy ra được luôn cái này và xác định được luôn cái này. Ok chưa? Nhá. Sau đó tiếp tục này, chúng ta sẽ thấy là đây là dạng đề nâng cao của phân tích, đúng không? Không phải là dạng cơ bản nữa. Tức là từ cái việc chúng ta cảm nhận về khổ thơ thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 và chúng ta suy ra một vấn đề liên quan trong văn học, đó chính là những cung bậc cảm xúc đa màu trong tình yêu tuổi trẻ. Ok chưa nào? Các em có hiểu không nhở? Được chưa? Các bạn có hiểu ý chị không nhở? Ok chưa nào? Thì cái việc phân tích đề của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm dàn ý luôn nhé. Làm bài luôn. Thì phần mở bài của chúng ta sẽ bằng dẫn dắt cộng với đặt vấn đề. Được không ạ? Dẫn dắt cộng với đặt vấn đề thì chị nghĩ là cái đề bài này là một cái đề bài mà các bạn đã làm quá là nhiều rồi. Và chúng ta có quá là nhiều những cái cách để chúng ta có thể mở bài trong bài này rồi. Nếu như mà để có thể mở bài nhanh cho các bạn với cái bài này thì chúng ta có thể có những cái mở bài như sau này mà các bạn có thể lưu ý giúp cho chị. Ví dụ nhá. Nhà thơ Xuân Diệu, ông hoàng của thơ tình Việt Nam, từng viết trong một thi phẩm của mình: yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu, y cho rất nhiều nhưng song nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Khi đọc những vần thơ này, tôi lại bồi hồi hỏi lòng chẳng rõ rằng tình yêu là gì mà khiến cho hàng triệu triệu con người trên thế giới này cứ quyến luyến đắm say. Đối với tình yêu, những người bình thường như chúng ta còn đượm nồng rung động, huống chi những người nghệ sĩ, những con người luôn mang trong mình bao nhiêu tế bào cảm xúc. Thế nên ở trong văn đàn Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những nhà thơ tình như Xuân Diệu, Nguyễn Bính. Thế nhưng chúng ta lại bắt gặp một điệu thơ tình rất lạ khi đến với thơ Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh viết nhiều, viết rất hay về đề tài tình yêu và tiêu biểu trong số những tác phẩm của chị đó là bài thơ Sóng. Được không ạ? Nhá, ví dụ là như vậy. Ok chưa? Nhá. Hoặc là chúng ta cũng có thể lấy những cái mở bài khác. Em có thể đi từ Xuân Quỳnh. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Xuân Quỳnh được biết tới là một người phụ nữ sinh ra để yêu và làm thơ. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn viết thơ, và thơ chính là linh hồn của chị.
Đề tài mà người nghệ sĩ này thường lựa chọn là đề tài Biết cho thiếu nhi và đề tài tình yêu, một trong số những thi phẩm tiêu biểu của nhà thơ Xuân Quỳnh, để lại ấn tượng mạnh với độc giả. Đó là thi phẩm mang tựa đề giản dị Sóng, được không? Sau đó chúng ta dắt vào những cái đoạn thơ này. Ok chưa? Nhá. Thì đó sẽ là cái cách mở bài của chúng ta. Chúng ta chuyển sang phần thân bài. Đối với dạng bài phân tích thì luận điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải làm rõ đó chính là về tác giả tác phẩm. Được không ạ? Thì ở trong cái phần này, ví dụ nhá, nếu như mà chị đã sử dụng gì ạ? À, chị đã sử dụng cái gì? Sử dụng về những cái kiến thức tác giả để mở đề rồi. Thì ở trong phần này chị vẫn sẽ dùng tiếp tục một số những cái ý kiến về tác giả, được không ạ? Nhưng mà phần này chỉ ngắn gọn thôi. Ok chưa? Chị sẽ nói về hồn thơ của Xuân Quỳnh. Ví dụ, chị bắt đầu vào này. Dịu dàng, đôn hậu, gần gũi, tựa như hơi thở, là những gì mà người ta thường nói khi nhắc tới những vần thơ của Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh vốn dĩ là một người phụ nữ sinh ra để kể những câu chuyện về tình yêu. Có lẽ bởi mong muốn của mình là được diễn tả hết, giải bày hết những cảm xúc ở trong trái tim, thế nên có đôi khi Xuân Quỳnh sẵn sàng bất tuân theo những quy luật của nghề thơ. Quan trọng nhất là chỉ để diễn tả những cảm xúc ở trong trái tim của mình. Và Sóng, được không? Là một bài thơ tình như thế. Sóng được viết vào một ngày cuối năm, năm 1967, trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy, Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25. Là độ tuổi sôi sục, trào dâng nhất trong tuổi trẻ. Và có lẽ cũng bởi đã trải qua những đổ vỡ đầu tiên trong tình yêu, thế nên những xúc cảm của tình yêu mà Xuân Quỳnh gửi gắm trong bài thơ này rất dễ dàng để đi vào trong trái tim của độc giả. Ok chưa? Nhá. Thì đây, chị viết như vậy ở trong cái phần tác giả và tác phẩm. Ok chưa ạ? Nhá. Các bạn có thể làm bằng cái đấy, được không ạ? Đây là luận điểm số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái luận điểm số 2 ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Được chưa nào? Thì hãy nhớ giúp chị là cái phân tích này là phần chúng ta sẽ sử dụng kiến thức nền. Được không ạ? Kiến thức nền này thì ở trong cái khóa học về kiến thức nền của chị ấy, chị cũng đã nói với các bạn rất là rõ rồi. Hoặc là bây giờ các bạn nào đang tham gia khóa học online của chị Hiên là cũng được nói rất là rõ về cái vùng kiến thức nền này rồi. Nên chị hy vọng là các em sẽ trang bị cho mình thật là tốt về cái mảng kiến thức nền này nhá. Ok chưa nào? Nếu như mà bạn nào còn chưa đăng ký khóa học online của chị Hiên thì nhanh chóng nhắn tin cho admin để ngay lập tức trở thành một thành viên trong team chị Hiên để học văn tốt hơn nha. Ok không nào? Rồi, thì ở đây chúng ta có, chị sẽ nhắc lại ngắn gọn một chút này. Chúng ta có khổ thơ thứ 5 là viết về nỗi nhớ. Khổ thơ thứ 6 là viết về điều tất yếu, khát vọng thủy chung. Khổ thơ thứ 7 là viết về điều tất yếu. Khổ thơ thứ 8 là viết về lo âu chăn trở. Và khổ thơ thứ 9 là khát vọng hóa thân. Đúng chưa nào? Nhá. Thì ở đây này, thoạt nhìn vào đây, nếu như mà các bạn đã viết hết sạch những cái kiến thức này ra rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là dễ dàng. Chúng ta có cái luận điểm 3 ở đây là viết về gì nhở? Chúng ta sẽ phải khái quát để suy ra cái gì? À, cảm xúc đa màu trong tình yêu tuổi trẻ. Vậy là ở đây, nhìn vào đây này, các em sẽ thấy được những cái cảm xúc. Thứ nhất là nhung nhớ, đúng không? Phải không nào? Thứ nhất là nhung nhớ, được chưa? Cảm xúc thứ hai là gì ạ? Lo âu chăn trở.
Được chưa nào? Và cảm xúc thứ ba là mong ước hòa nhập. Được chưa nào? Nhung nhớ này, tin tưởng này, đúng không? Khát vọng này, lo âu trăn trở này, hòa nhập này. Đây là những cái cung bậc mà chúng ta thường rất là hay thấy ở trong tình yêu. Được không nào? Sau đó thì chúng ta sẽ kết bài thôi. Được chưa? Kết bài thì chị nghĩ là rất là đơn giản rồi, đúng không ạ? Kết bài thì rất là đơn giản rồi. Các bạn có thể đây, ví dụ này. À, nhận định về bài thơ Sóng, giáo sư Trần Đình Sử có viết: Sóng là một bài thơ về tình yêu, có hàng trăm dáng vẻ của thơ tình yêu, thơ tỏ tình, thơ mong nhớ, thơ hoài niệm, thơ đau khổ vì thất tình. Sóng là bài thơ giải bày và chiêm nghiệm. Quả thực như vậy, từ cách sử dụng câu tứ bài thơ, cách gieo vần nhịp, sử dụng hình ảnh và đôi khi còn bất tuân theo cả những quy luật của nghề thơ, Xuân Quỳnh đã đưa người đọc từ cung bậc này tới cung bậc khác trong tình yêu, để cho người đọc thêm một lần chìm đắm, suy ngẫm về tình yêu của mình. Sóng đã tự nhiên trở thành tiếng hát, tiếng lòng của biết bao nhiêu những người trẻ khát sống, khát yêu, hệt như Xuân Quỳnh. Ok không? Nhá. Đấy, là một cái cách kết bài mà rất là đơn giản dành cho các bạn. Được không ạ? Nhá, sau đó chúng ta sẽ kết bài. Các em ơi, các bạn đã hiểu về cách làm của cái đề này chưa ạ? Các bạn đã hiểu về cách làm của đề này chưa? Nhiều bạn hỏi chị là vậy thì cái phần liên hệ giữa cái luận điểm 1 và luận điểm 2 ấy thì em phải kết nối như thế nào? Ở đây các em khi mà xong cái luận điểm 1 nhá, chuyển sang luận điểm 2 nhá, em hoàn toàn có thể kết nối bằng cách là ví dụ như là có rất nhiều những người nghệ sĩ đã chọn sóng và biển để nói về tình yêu, đúng không? Xuân Quỳnh cũng không phải ngoại lệ. Cũng không phải ngoại lệ. Khi đứng trước sóng, trước biển, trước đại dương bao la, muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, biết bao nhiêu những cung bậc cảm xúc đa màu trong tình yêu tuổi trẻ đã xuất hiện. Và cảm xúc đầu tiên đó chính là nỗi nhớ. Được không? Xong bắt đầu viết. Được không? Chúng ta bắt đầu phân tích. À, ai đó đã từng nói rằng khởi điểm của tình yêu, nơi xuất phát của tình yêu chính là đầu tiên chính là nỗi nhớ. Một trái tim đang yêu là một trái tim mang trong mình một nỗi nhớ cồn cào da diết. Nếu như nỗi nhớ trong mình tan biến, có lẽ tình yêu của chúng ta đã vơi đi rất nhiều phần. Thế nên Xuân Quỳnh đã lựa chọn một khía cạnh, một cung bậc cảm xúc rất quen thuộc trong tình yêu để viết những lời thơ thật hay. Xuống dòng 2 chấm ở ngoặc kép, được không ạ? Nhá. Ok, phần cuối chúng ta cũng có thể hoàn toàn nêu ra cái quan điểm cá nhân của mình. Chúng ta thấy bài thơ đấy hay như thế nào, đẹp như thế nào và chúng ta ấn tượng về cái bài thơ đấy như thế nào. Được không nào? Ok chưa? Nhá. Các bạn hoàn toàn có thể nêu ra quan điểm cá nhân của mình nhá. Các em hiểu về cách làm chưa ạ? Các bạn có hiểu về cái dạng đề này không? Các bạn có hiểu về dạng đề này không? Chị nghĩ là hiện tại thì bây giờ cái tinh thần học hành của các bạn đang xuống thấp nhất rồi. Bởi vì cái thường chị hiểu cái giai đoạn mà trước khi bắt đầu đi học trở lại là tinh thần bao giờ cũng sẽ thấp nhất. Đấy. Thường thì đầu tuần tinh thần sẽ rất cao nhưng mà cuối tuần thì tinh thần sẽ rất thấp. Nhưng mà chị mong là các bạn có thể giữ vững được cái tinh thần của mình. Các em tự lấy lại năng lượng cho mình để bắt đầu một cái gì ạ? À, để chúng ta bắt đầu một cái khoảng, một thời gian học mới, một cái hành trình mới với thật là nhiều những cái điều tốt đẹp và may mắn phía trước. Rồi. Liên hệ và mở rộng thì từng phần này nhá, chị bao giờ cũng nói với các bạn đấy, cứ hết một ý chúng ta có thể liên hệ mở rộng, hết một ý liên hệ mở rộng, hoặc là chúng ta có thể chỉ liên hệ mở rộng ở ý này thôi, còn đây thì không. Ok chưa? Cứ tốt nhất là khi liên hệ mở rộng là chúng ta khi chúng ta đã xong một ý rồi. Được không? Nhá, thì đấy là cái tốt nhất. Được chưa nào? Nhá, đây là cái tốt nhất cho các bạn. Lịch phát trực tiếp cụ thể của chị thì chưa có đâu. Tại vì dạo này, thời gian này chị cũng rất là bận. Chị còn đang phải cân nhắc cho các bạn học sinh lớp online, lớp offline, các thứ nữa. Đấy, thế nên là chị sẽ cố gắng cân nhắc thôi. Chứ còn về lịch live cụ thể thì cứ bình tĩnh để xem thế nào. Xem là sự nhiệt tình của các bạn, hưởng ứng của các bạn có thật sự nhiệt tình không. Chị còn phải nhìn nhận cái đấy nữa. Chứ bây giờ kiểu phát lên mà không ai xem thì chị phát trực tiếp làm gì, đúng không? Nên là chị phải còn xem sự nhiệt tình của các em như thế nào nữa. Các bạn lớp mình cứ bình tĩnh nha. Được không nào?
nha. À, có rất là nhiều bạn hỏi chị là gì ạ? À, bọn em mua sổ tay văn học thì có được miễn phí khóa học không, và khóa học đấy là khóa học gì? Đấy, thì chị cũng nói luôn với các bạn là như thế này. Hiện tại thì chị đang có một cái khóa học online ở trên một cái website, đó là khóa học hocvanchihien.com. Đấy, thì cái khóa học đấy là khóa học kiến thức nền của 16 tác phẩm, và các em sẽ được tặng miễn phí khi mà các bạn sở hữu bộ sổ tay văn học của chị, hay là các bạn đặt mua sổ tay văn học của chị. Nên là nếu như mà bạn nào mà có nhu cầu tìm một cái tài liệu để chúng ta có thể ôn thi này, hay là chúng ta muốn có một cái khóa học để chúng ta củng cố lại kiến thức nền này, thì các bạn sẽ, thì các em sẽ nhanh chóng nhắn tin cho admin để được tư vấn hơn, nhiều hơn về chuyện, về cái việc này nhá. À, chưa chấm à? Ok Hồng Huế ơi, để bên chị sẽ check lại nhá. Chị sẽ nhờ bạn trợ giảng bên chị check lại xem là cái bài của em như thế nào, để chị sẽ nhờ bạn ấy check lại giúp em nha. Ok, các bạn cố gắng nhiệt tình viết nhiều lên, bởi vì chị nghĩ rằng là nhiệt tình viết nhiều lên thì chắc chắn là các em sẽ tốt lên thôi. Được không? Ôi, mỗi ngày chữ một đề làm sao mà được, chị làm gì có thời gian nhiều như thế đâu. Nên là các em cũng phải thông cảm cho chị nhá. À, ví dụ nhá. Đây, ví dụ bạn ấy đang không biết liên hệ như thế nào đúng không? Đây, viết về nỗi nhớ này. Được chưa? Sau khi mà chị phân tích xong hết cái đoạn thơ đấy rồi thì chị có thể liên hệ với cả gì nữa? À, liên hệ với cả những cái nỗi nhớ trong những cái tác phẩm khác, được không? Ví dụ như là nỗi nhớ trong thơ của Xuân Diệu chẳng hạn, nỗi nhớ trong thơ của Nguyễn Bính chẳng hạn. Đấy, chị cho vào, được không ạ? Đấy là liên hệ để chúng ta thấy được là à, văn chương rất là đa dạng, rất là đa màu, đa sắc. Và chúng ta thấy được là chỉ với một cái nỗi nhớ thôi, nhưng mà trong thơ của Xuân Quỳnh lại có một cái cách nói về nỗi nhớ và viết về nỗi nhớ rất là riêng, cực kỳ là phụ nữ, cực kỳ là mang cái tính linh của Xuân Quỳnh rất là cao, và đó là thuộc về bản ngã của Xuân Quỳnh. Được. Người ta vẫn hay bảo là gì nhỉ? À, người ta vẫn hay bảo là gì? Đây là Xuân Quỳnh chính là người đàn bà muôn thuở. Đó là câu mà người ta vẫn hay nói nhất, bởi vì quả thực là những cái cảm xúc mà Xuân Quỳnh đưa ra trong những cái vần thơ của mình, như là nhung nhớ, như là tin tưởng, như là khát vọng, như là trăn trở lo âu, như là khao khát được hòa nhập, được bất tử, được vĩnh cửu cùng với tình yêu của mình. Đó không chỉ là những cái cảm xúc của riêng Xuân Quỳnh, mà đó là cảm xúc của rất là nhiều những người con gái, những người phụ nữ bước vào trong tình yêu, và họ đều cảm nhận và đều mong muốn về điều này. Ai yêu mà không nhung nhớ, ai yêu mà không tin tưởng, không khát vọng, ai yêu mà không lo âu trăn trở, ai yêu mà không mong muốn là tình yêu của mình sẽ trường tồn mãi mãi, bất tử cùng thời gian. Đó là điều mà tiếng nói của Xuân Quỳnh là một tiếng nói để đại diện cho rất nhiều những người con gái, những người phụ nữ đang sụp sôi trong tình yêu. Và chị tin rằng đó là lý do tại sao mà bài thơ Sóng lại là một cái bài thơ mà chưa bao giờ là bài thơ cũ cả, mà đó là một bài thơ mới, mới trong mọi thời đại, mới trong mọi hoàn cảnh. Ok không nào? Nhá. Ok chưa ạ? Chị nghĩ đây là một cái thi phẩm rất là hay, và đối với các em nó mang một cái giá trị cực kỳ là lớn lao. Chị tin tưởng là như vậy. Rồi. Chị nghĩ là với cái cách làm bài của chị khá là khoa học như thế này, thì việc của các em bây giờ là chỉ cần dựa vào thôi, được không? Các em chỉ cần dựa vào cái dàn ý mà chị cho thôi là các bạn có thể viết được luôn rồi, đúng không nào? Nhá. Nếu như mà em muốn học online thì em hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để được tư vấn nha. Rồi, một vài những cái dẫn chứng thơ có thể liên hệ ở trong bài thơ Sóng thì có rất là nhiều. Đây, chị sẽ đọc cho các bạn một vài cái dẫn chứng nha. Chị sẽ đọc cho các bạn một vài cái dẫn chứng. Các em có thể nhìn này, một cái cuốn sổ tay văn học rất là xinh đẹp của chị, mặc dù ở đây ánh sáng nó không tốt lắm. Đây, đẹp lắm luôn ấy. Đây, chị sẽ tìm cho các em một số dẫn chứng mà nếu như có thể thì hãy mua ngay sổ tay văn học để học này. Chúng ta sẽ cùng nhau. À, chị xin lỗi, chị lấy nhầm quyển Sóng nhở. Khổ vậy đấy, già rồi nên là hơi lẩm cẩm. Nhưng mà chị muốn lấy một quyển mới ấy. Em xuống dưới, em tìm cái hộp Sóng và em lấy cho chị một quyển Sóng mới nhá. Chị sẽ cho các bạn thấy là ở trong cái sổ tay văn học này ấy, có rất là nhiều những cái dẫn chứng hay ho. Ok không? Nhìn yêu không? Yêu thật sự luôn ấy. Chị rất là thích cái quyển này.
Kem gì này, sổ tay văn học này. Chị đây rồi. Các bạn đang cầm trên tay là một cuốn sổ tay văn học nhỏ trong tổng số 8 quyển sổ tay văn học chị biên soạn. Mỗi cuốn sổ kem đọc là những kiến thức nền tảng nhất về những tác phẩm văn học. Các bạn thường nói với chị, học văn thực sự là một cuộc chiến dài. Chị thì không nghĩ như vậy. Luôn tâm niệm rằng học văn là một quá trình đưa chúng ta đến với biết bao nhiêu xúc cảm. Từ bao nhiêu xúc cảm, những con người, những thế giới vô cùng diệu kỳ. Thế nên khi học môn học này, nhất định phải giữ cho mình một tâm thế thật thoải mái, được không? Hãy để cuốn sổ này trở thành người đồng hành cùng với các em khi đi học, khi đi chơi, trên xe buýt, ngồi nơi quán quen, bất cứ nơi nào cũng được và đọc nó nhé. Chúc các em có được những giây phút thật thú vị cùng văn học. Có khó khăn gì, liên lạc với chị nha. Chị ở đây rồi, được không nào? Các em ơi, nhìn này. Siêu là hấp dẫn luôn. Đây đây, chị sẽ tìm cho các bạn một số dẫn chứng mà vừa rồi văn nhá. Đây. Đúng rồi, 450.000 cho 8 cuốn, đó là giá của cuốn sách này nhá. Bài ca tình yêu tuổi trẻ. Đây, chị sẽ tìm cho các bạn. Ví dụ như là đây, một số đoạn thơ có thể liên hệ ở trong phần này có này. Nó sẽ thuộc phần cuối nhá. Đây. Ví dụ này. Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không, chỉ lá rụng rạt rào lối phố. Dẫu em biết rằng anh cũng nhớ, nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên. Được không ạ? Hay là khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Để liên hệ với cái khổ thơ thứ 8 ấy, những cái lo âu trăn trở ấy. Hay là chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển thương nhớ, những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ. Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn sóng gió, nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố. Được không ạ? Chúng ta có thể lấy cái đoạn này này. Những ngày không gặp nhau, cái đoạn này chúng ta liên hệ với phần nỗi nhớ nhá. Được chưa nào? Rồi, hay là thơ tình tôi này. Biết bao khao khát đợi chờ, núi xa biển rộng nắng mưa mấy thời. Thơ tình tôi viết cho tôi, qua cay đắng bùi với buồn vui. Vẫn còn niềm yêu như cây tứ quý đất nghèo nở hoa. Được không ạ? Đấy, rất những cái đoạn đây. Đây hay này. Về đâu rồi cô bé ngày xưa, 16 tuổi đâu rồi năm tháng cũ, dòng nhật ký còn nguyên trong cuốn sổ, về những làng, những phố, những tình yêu. À, đây là một cái rất hay của Xuân Quỳnh này. Hay là đây. Nhiều lắm, nhiều cái mà các bạn có thể tham khảo lắm. Được không ạ? Đây, ví dụ này. Không đây, sóng không chỉ là tên của một thi phẩm đã từng gây xôn xao cho nhiều thế hệ. Sóng không chỉ tiêu biểu... Sóng không chỉ là biểu trưng cho một hồn yêu nguôi yên, sóng còn là một nguồn sống, nguồn năng lượng mà nữ sĩ ấy đã truyền lại cho Mai Hậu qua mỗi tiếng thơ của mình. Và lâu nay, chúng ta người mờ người tỏ, người đang yêu, người đã yêu, từng thầm thu thầm phát thứ sóng đặc biệt ấy, sóng của Xuân Quỳnh. À, đây này, đây chính là một cái nhận định rất là hay của tiến sĩ Chu Văn Sơn, được không ạ? Chị cũng đưa vào đây để cho những cái tài liệu nhỏ như vậy để các bạn có thể tham khảo và đưa vào trong bài viết của mình. Và hãy nhớ là ở đây này, chúng ta có rất là nhiều. Ở đây chúng ta có một cái mã, đó là mã đáp án các dạng đề và mã nghe audio. Đấy, các bạn có thể thấy là cái quyển sổ tay này khá là hay ho, đúng không? Cái quyển sổ tay này khá là hay ho. Và chị nghĩ đây cũng sẽ là một cái sự lựa chọn tốt cho các bạn nếu như mà các em đang phân vân tìm một cái quyển nào đấy hay tìm một cái tài liệu nào đấy để các bạn ôn thi đại học. Nếu như mà các bạn thắc mắc về sách hay là muốn tham khảo thêm về sách thì hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên để tìm hiểu thêm về sách và những cái khóa học của chị nhá. Và đừng hãy nhớ rằng là khi mà mua sách thì chúng ta sẽ được tặng một bộ mở bài như thế này nhá. Ok chưa nào? Rồi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm thời dừng cái phần chữa đề ở đây nhá. Và chị hy vọng là sẽ sớm được gặp lại các bạn ở trong những cái phần chữa đề tiếp theo. Chúc cho các bạn sẽ có một ngày thật là vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye.